và một bộ cầu hình karaoke gia đình cực cao cấp về với anh Tuấn ở Bắc Linh. Anh ở trên Lim, Bắc Linh, Hà Nội. Bên em lắp đặt tại nhà gồm một con đẩy liền vàng DSX7 và một con súc Wewood F1500. Và với cấu hình anh lấy thêm một đôi loa Wewood G1000 màu đỏ. Và với cấu hình như thế này, bên em tặng cho anh Tuấn một cái mic không dây trị giá 1.800.000 đồng. Và các bác có thể thấy trưng bày cực đẹp, nghe hát cực hay và hát karaoke cực kỳ là tốt. Để đôi loa Wewood G1000 màu gỗ đỏ rất là phù hợp với cái kệ của nhà anh Tuấn. Đây là dòng loa nghe nhạc high-end, dòng loa cao cấp, giá cũng khá là cao, 14 triệu một cặp. Với chiều cao của đôi loa Wewood G1000 có chiều cao 1m10cm, chúng ta có thể để đấy, anh các bác và anh em có thể thấy nhà anh Tuấn bày cực đẹp luôn, rất là phù hợp với không gian. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ theo hai số hotline trên video và địa chỉ của công ty bên em, nằm ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Các bác có thể đến trực tiếp và trải nghiệm. Và bên em nhận lắp đặt tại nhà các bác nhé, trong vòng bán kính 60 km ạ, với một những bộ cầu hình karaoke gia đình. Và bên em cũng chuẩn bị bàn giao cho anh Tuấn một bộ cực VIP đây rồi ạ. Rất là cảm ơn anh Tuấn.